độc đáo. Tăng cồ bự hơn ngón tay cái, to hơn ngón tay cái. Bằng nó vô cái luôn rồi. Toàn tay cái nè. Cắn cồ nha mọi người. Con này làm gì ăn ta? Con này giờ ngâm cho nó ra đất, ra bùn rồi cái xào với xả chanh, lá chanh nào. Xào kiểu Thái, xào kiểu Thái chanh mắm tỏi ớt chanh xả.